Xin được kính chào anh chị và các bạn. Chào mừng anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh Mua Bán Xe Cũ. Và em là Tuấn đến từ Minh Tiến Auto có địa chỉ số 2 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội ạ. Hôm nay thì em xin phép lên hai mẫu Mercedes-Benz hiện đang có sẵn tại bên em. Một mẫu là sedan E-Class và một mẫu là SUV GLC Class quý vị anh chị và các bạn nhé. Bên tay trái anh chị và các bạn đây là chiếc GLC 200 sản xuất năm 2019. Còn bên tay phải anh chị đây là một chiếc E300 sản xuất năm 2016 ạ. Chiếc GLC 200 này của em thì là phiên bản bay trong phân khúc GLC anh chị và các bạn nhé. Xe thì mang biển số tỉnh ạ, lăn bánh được 5 vạn km rồi. Xe thì mang ngoại thất màu đen và nội thất là màu nâu. Còn chiếc E300 này thì sản xuất năm 2016 phiên bản lắp ráp ạ. Xe thì một chủ sử dụng từ đầu, mang biển số Hà Nội. Xe thì lăn bánh được 5 vạn mai quý vị anh chị và các bạn nhé. Cái chất lượng đầu vào ấy thì bên em cũng đã kiểm tra rất là kỹ càng rồi. Khi mua xe bên em thì anh chị hoàn toàn có thể mang xe đi bất cứ đâu để kiểm tra về chất lượng của xe, có thể mang ra gara do anh chị quen biết hoặc mang vào hãng để kiểm tra về chất lượng của xe. Và nếu như anh chị nào mà đang chưa đủ tài chính để trả hết chiếc xe này bên em thì bên em vẫn hỗ trợ anh chị vay ngân hàng lên đến 70% giá trị xe, kết hợp cùng với đó lãi suất là ưu đãi ạ. Và nếu như anh chị nào mà đủ tài chính để trả thẳng rồi thì anh chị qua bên em xem xe. Về cái giá cả thì bên em vẫn còn có thể thương lượng được cho quý vị anh chị và các bạn nhé. Chiếc GLC 200 này của em thì em đang để là 1.149.000.000 đồng. Còn chiếc GLC 300 này của em thì em đang để là 1.259.000.000 đồng ạ. Đó, mẫu thì hai mẫu này thì bên em vẫn còn thương lượng được, anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm nhé. Sau đây thì em cùng quý vị anh chị và các bạn đi tìm hiểu một chút về hai chiếc xe này bên em. Vì là một phiên bản bay trong phân khúc GLC thì chiếc GLC 200 này sẽ được trang bị là một cầu anh chị nhá, và cụm đèn cũng là vẫn là được trang bị cụm đèn full LED high performance rất là sáng và thông minh, cảm biến va chạm xung quanh xe luôn ạ. Đó, trên phiên bản 200 này thì sẽ không được trang bị cam 360. Chia sẻ với anh chị một chút là GLC 219 này thì sẽ có hai mẫu anh chị nhá. Sẽ có gọi là mẫu cũ và mẫu Philip ấy. Phiên bản này của em thì là mẫu cũ của những năm 18, 19, đầu những năm 19, cuối những năm 19 thì sẽ là Philip, có thay đổi một chút về phần ngoại thất, ví dụ như là vành hoặc là nội thất thì cũng có khác một chút anh chị và các bạn nhé. Đây, em sẽ quay nội thất cho anh chị và các bạn. Mặc dù là một phiên bản bay thôi nhưng mà xe thì vẫn được trang bị cũng không thiếu gì, vẫn được trang bị đầy đủ những tính năng công nghệ từ vô lăng này. Xe được trang bị màu nâu, màu nâu này thì gọi là màu nâu cà phê anh chị nhé, rất là sang và sạch sẽ đấy ạ. Đó. Vô lăng thì tích hợp các phím bấm đa chức năng này. Phía dưới đây thì chúng ta sẽ có gạt mưa tự động, cruise control, điều chỉnh vô lăng, số điện, lẫy chuyển số vô lăng. Đó, màn hình tích hợp camera lùi, điều hòa auto hai vùng độc lập. Chúng ta vẫn sẽ được trang bị là 5 chế độ lái anh chị nhé. Đó. Ngoài ra thì bên ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, nhớ ghế 3 vị trí này. Tablo thì ốp vân gỗ, nhìn cực kỳ là sang trọng. Mặc dù là một phiên bản bay thôi nhưng mà xe thì cũng được trang bị khá là nhiều so với đối thủ cùng phân khúc đấy ạ. Hàng ghế thứ hai thì chúng ta cũng sẽ được trang bị là cửa gió điều hòa đằng sau. Đó. Còn trên chiếc E300 này của em, E300 thì là một phân khúc full option trong phân khúc E-Class anh chị nhé. Đây được gọi là chiếc E300 AMG. Xe thì mang ngoại thất là màu đen và nội thất cũng là màu đen anh chị nhé. E300 này thì có vô vàn những công nghệ option rồi. Chúng ta sẽ có body AMG này, kết hợp cùng với đó là vành AMG nằm chống kép, nhìn rất là thể thao. Trên E300 phiên bản 2016 này thì sẽ có hai phiên bản, một phiên bản lắp ráp và một phiên bản nhập khẩu. Để phân biệt được phiên bản lắp ráp và phiên bản nhập khẩu thì phiên bản lắp ráp sẽ được trang bị là kính HUD, còn trên phiên bản nhập khẩu thì không có anh chị nhé. Và trên phiên bản lắp ráp này thì cũng sẽ được trang bị là cụm đèn multi-beam rất là sáng và thông minh. Đó. Và cũng sẽ được trang bị cam 360 anh chị nhé. Nhiều option lắm anh chị ạ. Chúng ta sẽ có cửa hít này, rất là nhẹ nhàng. Đi vào đến nội thất thì
màu nâu này của em thì được trang bị là nâu da bò, cũng rất là sáng và thông minh, rất là sáng và sạch sẽ, sang trọng nữa. Chúng ta sẽ được trang bị vô lăng đê cắt đáy bẹt, đó, loa Boomaster, nhớ ghế ba vị trí cho bên lái và bên phụ, màn hình nối liền nhé, có lễ chuyển số vô lăng này. Về cái khoang vô lăng này thì so với chiếc GLC 200 như em đã giới thiệu ở phần đầu video ấy thì cũng không có khác biệt gì nhiều đâu, vẫn có lễ chuyển số vô lăng, vẫn có gạt mưa tự động, cruise control đó. Nhưng mà thiết kế của trên ghế trên chiếc E300 này thì ngồi ôm bó sát thì cảm giác thể thao hơn. Phần yên ngựa này thì sẽ có là điều chỉnh 5 chế độ lái, bật tắt cảm biến và tự động tìm điểm đỗ và auto hold đó. Ở hàng ghế thứ hai thì dàn điều hòa riêng biệt cho hàng ghế thứ hai rồi, có rèm chắn nắng cho hàng ghế thứ hai này. Hệ thống âm thanh giải trí là loa Boomaster, nghe cực kỳ là đã tai anh chị nhé. Chiếc E300 này thì em xin phép báo giá lại hai mẫu xe này luôn một thể. E300 thì em đang chào bán là 1 tỷ 259 triệu đồng. Và chiếc GLC 200 sản xuất năm 2019 em đang để là 1 tỷ 149 triệu đồng. Và hai mẫu xe này vẫn có thể thương lượng được khi anh chị quay trực tiếp salon bên em. Và đến cuối video rồi, anh chị nào mà đang quan tâm một đến trong hai mẫu xe này bên em thì có thể liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em sẽ ghi ở phía bên dưới màn hình. Em sẽ hỗ trợ và tư vấn anh chị 24/7 ạ. Em xin được cảm ơn và hẹn gặp anh chị ở video tiếp theo. Rất mong anh chị và các bạn ủng hộ ạ.